Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của công ty ô tô Quang Vương. Và rất thời gian gần đây thì Hồng Quân nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của quý khách hàng mong muốn là tìm một chiếc xe với cái tầm giá dưới 200 triệu. Với mục đích là có thể là về mua về có thể là loanh quanh chạy được dịch vụ và đi gia đình được. Thì trong ngày hôm nay thì nhân cái cơ hội mà công ty ô tô Quang Vương vừa về được một cái mẫu sản phẩm rất là thông dụng. Đây chính là chiếc xe Kia Morning. Và chiếc xe này bên em cũng bán giá rất là hợp lý thôi, chỉ 170 triệu. Thì quý anh chị đã có cơ hội sở hữu chiếc xe Kia Morning này. Thì ngay bây giờ thì xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng xem chi tiết về chiếc xe này từ bên ngoài cũng như là bên trong. Thì xe bên em cũng vừa mới về đêm qua, sáng nay thì cũng cái máy bơm rửa xe nó đang bị hỏng nên là chưa rửa xe được. Nên là quay luôn cho anh em xem. Cho nên là bánh biếc nó cũng hơi bị bẩn một chút. Thì anh chị chúng ta cũng xem tạm nhé. Về cơ bản, xe thì xe mang tên tư nhân. Hoàn toàn là xe không lỗi, không đâm đụng, không taxi, không dịch vụ. Cho nên là xe không khoan đục nhá. Đó, với những chiếc xe mà anh chị chúng ta mua về chúng ta phải để ý. Đó, xem xe có khoan đục không. Thì đây anh chị có thể thấy là xe thì hoàn toàn rất là đẹp. Đây là xe, một con xe mang tên tư nhân. Tên tư nhân thì hoàn toàn là xe không chạy taxi một ngày nào cả. Đó. Xe có màu bạc khá là đẹp và chủ xe thì cũng đã nâng độ cho con xe này với 4 lốp là cũng vừa mới thay được mấy tháng. Và 4 quả mâm đúc thì cũng mới thay, còn rất là đẹp. Và chủ xe đã nâng độ form của chiếc xe này, đã lên form sport rồi. Ở form sport này chúng ta có thể thấy là cái phần lưới tản nhiệt hay mặt ca lăng phía trước ấy, bình thường thì nó sẽ là sọc ngang cơ. Nhưng mà đây đã được nâng độ lên form sport cho nên là đã được thay thế bằng mặt ca lăng ở giữa, chính giữa đầu xe kia quý vị có thể thấy là hình lưới tổ ong. Cũng như là phía bên dưới cũng vậy, ba đờ sốc. Đấy, ba đờ sốc cũng đã thay mới hoàn toàn. Với hệ thống là form là của form sport thì là cũng lưới tản nhiệt là tổ ong kết hợp với cái đèn kia gọi là đèn mắt xích của xoài đấy, quý vị có thấy rồi, ở đèn gầm ấy. Đấy. Thì không phải một người nào chúng ta mua xe về chúng ta cũng có thể là nâng độ được. Đấy, chủ xe chứng tỏ đây là một người cũng khá là kỹ tính trong cái việc là hình thức bên ngoài. Form dáng của xe thì đây đã được nâng lên form sport rồi, rất là đẹp rồi. Cũng như là hệ thống 4 cái mâm bánh ấy, chúng ta nhìn vào cái bánh, mâm hay gọi bánh như đấy, vành ấy, thì đã được lên vành của đây là giống vành của những chiếc xe i10, người ta hay nâng độ lên thì đã nâng rất là đẹp lên rồi. Lốp thì cũng mới thay, đây anh em nhìn này, lốp rất là mới luôn. Với dàn lốp này thì chúng ta yên tâm và thoải mái, chúng ta chạy được khoảng ít nhất là khoảng gần 3 năm nữa phải thay lốp. Đấy, xe này em về đêm qua chưa rửa nên rất là bẩn đấy. Anh em này nhìn thấy này, đất cát bám đầy luôn. Từ mâm này cũng khá là mới luôn nhá. Đấy, một con xe mà giá chỉ 170 triệu mà xe hoàn toàn là không taxi, không dịch vụ, cho nên là anh chị chúng ta cứ hoàn toàn là yên tâm mua sử dụng gia đình. Mà xăng thì ăn rất là ít, chỉ 5 đến 6 lít xăng 100 cây thôi. Đấy. Đấy, phiên bản số sàn do Việt Nam sản xuất nhá. Con này máy nó có một chấm thôi, nó rất hợp lý. Đây anh em nhìn thấy nội thất rất là tươi. Đây anh em có thể là em sẽ quay vào nội thất cho anh em xem. Về nội thất của con xe này thì chúng ta có thể nhìn thấy là đây. Thì xe em cũng về đêm qua nên chưa dọn rửa gì, đây rất là bẩn ở ghế thậm chí nó còn bị mốc do là thật ra là chủ xe mua con xe này về xong rồi cũng thật ra cũng rất là ít đi thôi. Cho nên là toàn để ở trong nhà chính. Xe khá là đẹp. Máy số ngon lắm quý vị ạ, cực kỳ chất luôn. Xe hoàn toàn không đâm đụng cho nên mọi thứ nó còn nguyên bản như thế này. Xe đời 11 nhá. Đấy, cũng em cũng chưa rửa đây. Đất cát bám đầy luôn. Đây thật sự luôn anh chị này, chưa thèm rửa luôn. Đấy. Đây, bám đầy luôn. Xe này là em vừa về đêm qua xong. Nên anh em yên tâm luôn nhá. Xe không phải xe chạy taxi dịch vụ ấy. Trần trước thì người ta đã bọc bi lông rồi, rất là đẹp như này anh chị nhìn này. Đấy. Giá chỉ 170 triệu rất là rẻ. Vô lăng này, rất đẹp. Nội thất đây. Ghế đây.
Đây. Một con xe nó máy móc nó còn khô nguyên bản như này, không có một vết thấm dầu gì ở bên ngoài đúng không anh chị? Đấy. Nguyên bản luôn. Đây. Máy đổ rất êm ái nhá. Từ cầu số này vẫn khô ron luôn anh chị nhìn này. Thấy không ạ? Đó thì chúng ta hoàn toàn là yên tâm có thể là sở hữu nó. Gầm nhá em. Em sẽ quay gầm này. Lốp lắp mới đăng kiểm đến tận tháng 10 năm 2019 cơ. Lốp lắp thì mới. Đây, lốp lắp này quá là ok. Vành biếc mâm này. Đấy. Lên mâm rồi, lên form rồi. Đây, gầm này. Đây đây là một con xe rất là hợp lý mà anh chị chúng ta nhanh tay alo để sở hữu nó nhá. Một con xe khá là đẹp đấy. Gầm bệ này. Quá là ok chưa? Không có một vết mục mọt đúng không ạ? Đấy, từ những cái mép ba bô lê cũng vậy, rất là thẳng. Lốp láp rồi vành viếc đây, lên vành lên mâm rồi. Lốp láp cũng rất là mới. Đấy. Cho nên là chúng ta hãy muốn sở hữu nó thì alo ngay trực tiếp ngay bây giờ qua số điện thoại là 0968109699. Bên em hỗ trợ giao xe toàn quốc. Và giá bán của con xe này là 170 triệu đồng nhá, sản xuất năm 2011. Kia Morning đã lên form sport rồi. Đã được lên form. Đấy, cũng như là mâm đúc. Gầm bệ để hoàn toàn là không vết mục gì cả. Alo ạ. Đây, xin lỗi quý vị em có điện thoại. Đây, vành viếc rất là mới. Đây. Lốp láp mới. Đấy. Nội thất tươi. Keo chỉ zin. Đấy. Xe đây đây cái hệ thống mở cửa tay mở cửa này đã được sơn vân gỗ sơn carbon rất là đẹp rồi. Chúng ta mua về sẵn chạy thôi. Nói chung là xe chỉ về là sẵn chạy. Trần bọc ni lông. Đấy. Xe rất là cứng xe. Đây. Tất cả mọi thứ anh chị có thể thấy này. Nguyên bản luôn. Capo capiếc nguyên bản. Anh chị nhá. Đấy, tất cả mọi thứ gầm bệ nhá. Máy móc đây. Kích lốp đầy đủ nhá, hoàn toàn là gầm bệ này. Đấy, còn rất là ok đúng không ạ? Đấy. Và vừa rồi em đã quay khá chi tiết rồi, anh chị nhớ đăng ký ủng hộ kênh của em để theo dõi nhiều sản phẩm mới nhất sẽ liên tục cập nhật từng ngày. Còn bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị trong video sắp tới nhá.